gần quá không đẹp. Ồ, nó quá xa đi. Phải gần hơn nữa, phải gần hơn nữa. Thu hẹp vào tên như nào? Và bây giờ sẽ là lần thứ hai. Hiệp hai bắt đầu. Rất nguy hiểm. Lớp xe bám chặt trên đường. Rất tốt. Và bây giờ sẽ là điểm thứ ba. Và chiếc xe hơi màu trắng đang thu hẹp khoảng cách lại. Khoảng cách bây giờ chỉ còn khoảng chừng 1.75 thân xe mà thôi. Nào, cố lên, cố lên. Tuyệt vời, tuyệt vời. Wow.